và các em sẽ cùng nhau chơi trò chơi có tên gọi là tà mắt mũi miệng. Bây giờ trên khuôn mặt chúng ta thì có các bộ phận đó là gì? Mắt, mũi, miệng. Khi cô nói tên các bộ phận thì các em sẽ dùng tay của mình, các em sẽ chỉ đúng bộ phận đó dùm cho cô, được không? Nếu như bạn nào chỉ sai thì bạn đó sẽ gì? Bị phạt, sẽ giảm thành phần, được không nè? Em hiểu được chơi trò chơi này chưa? Dạ hiểu. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chơi nha. Dạ. Rồi, các em sẵn sàng chưa? Dạ.